nha. Bấm cái nan này này, hai cái nan này, và bấm thêm một cái nan bên này nữa để bóp cái lòng nó rộng ra. Đây này, để ý là bóp thêm cái nan này này. Đấy, xong rồi lắp, lắp từ trong ra ngoài. Đấy, xong rồi là cho cái hộp này vào. Đây, xong rồi lắp cái hộp này vào. Đấy, nếu tốt nhất thì cài hai cái, nó có hai cái tay cài đây, hai cái tay cài đây. Rồi, đấy, rồi. Thì nó chắc. Xong rồi cho cái hộp này quay đầu vào. Đấy, cái hộp này có hai cái tay cài thì mình em hướng dẫn mọi người nắp cái máng nước, cái máng ăn tự động cho bồ câu nha. Đây, cho hai cái tay này nó cài vào cái then này. Đấy, xong rồi là ban đầu ấy thì không cần cho cái vòng cung này để đến 2-3 ngày cho thức ăn ở đây nó vào đây. Thì con chim nó quen, đến khi 2-3 ngày xong là bắt đầu mình nắp cái vòng cung này vào. Đấy, xong rồi nắp cái nắp này. Ưu điểm là cái chốt này nó dài hơn này, nó có cái móc này, mình vệ sinh nó rất là dễ, khi quay vào cái này này mình móc được ra cái thức ăn là đây. Đấy, còn cái này nó không có lỗ thì thức ấy thì không sao. Đấy, là xong. Được rồi. Ơi. Hoan. Đây cái rổ rửa sân đây.